Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài ảnh hưởng rất là lớn đến ngành dịch vụ làm đẹp chúng ta. Rất là nhiều chủ salon đang rất là đau đầu về vấn đề là trả tiền mặt bằng, hỗ trợ nhân sự. Còn nhân sự thì đang rất là khó khăn trong vấn đề là tiền ăn uống, tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt, rất là nhiều thiếu tiền. Và để cho sự trở lại để chúng ta nó chuyên nghiệp hơn, nó tốt hơn, và chúng ta cũng có một giải pháp khi mà lỡ chẳng may là khi mà mở cửa làm lại 5-10 ngày có ca cộng đồng chúng ta vẫn phải đóng cửa nữa, thì Bi có một giải pháp muốn chia sẻ cho anh em trong cái giai đoạn này. Đó là Bi sẽ dành ra 3 buổi để đào tạo cho anh em những kiến thức về làm sao để hoạt động salon tóc một cách trơn tru chuyên nghiệp trong thời gian sắp tới khi mà mở cửa làm lại. Và Bi cũng cho anh em một cái kiến thức làm sao để chúng ta cho nhân sự mình vào lúc này cho mình luôn. Đó là kiếm tiền online, vận hành salon online và offline làm sao cho nó phù hợp. Đó, và Bi cũng chia sẻ những cái kiến thức làm sao để thức tỉnh bên trong, giúp cho nhân sự làm việc tự động hóa và chuyên nghiệp hơn. Và những điều này Bi sẽ chia sẻ ở fanpage, và Bi sẽ đưa một cái đường link xuống dưới, anh em hãy vào nhóm. Cảm ơn rất là nhiều.